Bruno. Tỷ số là 1-0 cho Manchester United. Jordan Pickford tỏ ra không hài lòng với những đồng đội. Quả đá là quá khó của Bruno Fernandes. Bóng đi sát vào cột dọc. Cơ hội dành cho Marcus Rashford. Rất dễ dàng và đơn giản với Garnacho. Và Jordan Pickford hai lần thất bại trước những tình huống penalty. Cả hai quả đá phạt đền của Man United đều là những pha dứt điểm quá khó. Gustavo Hammer, cơ hội, bao gồm dứt điểm, không vào. Hammer! Và ngay lập tức mở ra một cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía Sheffield. Cú sút bao gồm là rất căng, nó bắt đầu từ Hammer và kết thúc cũng bởi Hammer. Neto dù nỗ lực nhưng lại đẩy bóng. Quả phạt góc được thực hiện bởi Gustavo Hammer. Khá nguy hiểm và tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho các cầu thủ Sheffield. Dừng cả lại. Lần này thì thủ thành Neto đã không thể cứu thua trên vạch vôi như trận trước được nữa. Ở vòng đấu trước gặp Burnley thì Neto đã có pha cứu thua, ngăn chặn cú đá phạt. Được thực hiện bởi Ryan Christie. Đánh đầu! Gần như không ai theo kèm xuôi một trong tình huống này cả. Họ quá mải mê tập trung vào những người như là Mifflin, như Solanke. Hay là đánh đầu, dứt điểm, không vào. Bóng vẫn còn trong vòng cấm của cầu thủ Sheffield. Dứt điểm, tỷ số được quân bình 2-0. Enes Unan đã chuyển đến câu lạc bộ vùng duyên hải nước Anh theo bản hợp đồng cho mượn từ Getafe. Ở kỳ chuyển mùa đông vừa qua, một đường trả bóng vào của Mifflin, một tình huống chạm bóng có lẽ lại là của Dango. Tommy đây. Goal! Vào! Ben Leno bất kỳ một cơ hội nào cả. Không hề có lỗi việt vị ở pha bóng này. Pha cản phá của Basi vô tình chẳng khác nào một đường truyền cho Totti cả. Và anh đã chuyền bóng rất nhanh cho anh. Xoay sở rất khéo. Chuyền bóng vào. Goal! Nhả bóng ngược lại. Dứt điểm 2-0 cho Wolverhampton. Harry Wilson đã bị Gomez vượt qua quá đơn giản. Và Gomez tiếp tục thể hiện tinh thần đồng đội của mình với một pha bóng giật gót ngược lại cho Nelson Semedo. Vận may đã mỉm cười với Semedo khi bóng đập vào người William. Anthony Robinson. Alessio Mi. Alessio Bi đã ra chân rất nhanh ở pha bóng này. Rất nguy hiểm, Munoz. Goal, Munoz. Vẫn là Munoz. Đường chuyền ra. Cực kỳ đáng trách. Bên phía Luton Town đã đến từ Anfield County. Munoz đã chuyền ra được dành cho Mateta. Mateta thì quá sẵn sàng để chờ đợi đường chuyền của người đồng đội. Và đó là một cú đánh gót rất hợp lý của Mateta. Nó cho thật. Đánh đâu! Vâng! Là điều sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả những người yêu mến Crystal Palace. Đường chuyền vào là của Townsend. Cú lắc đầu này của Urbao là vô cùng chính xác. Phản đầu quá hay. Saka. Ben White. Đánh đâu!
Và rõ ràng đây là tình huống mà phòng ngự của Brentford đã không để ý tới vị trí của Declan Rice. Anh di chuyển vào và khi đó thì Roslev mới phát hiện ra. Khá nguy hiểm và như vậy Ramsdale. Một pha bóng không có điều gì quá nguy hiểm. Chỉ cần Ramsdale xử lý trái bóng này nhanh hơn một chút. Saliba đứng ở một vị trí thuận lợi để có thể nhận đường chuyền. Nhưng Ramsdale đứng ở giây bù giờ cuối cùng. Ben White. Vẫn đang là Ben White. Đánh đá! Và đây là một mùa giải mà Arsenal đã có tới 17 bàn thắng từ những quả tạt bóng và 16 bàn thắng đánh đầu. Một pha đánh đầu không hề kèm của Kai Havertz. Rất vừa tầm. Papecha. Và thật bất ngờ, Papecha, một tiền vệ trung tâm, là người đã giặt sang cánh phải, thực hiện đường tạt bóng để James Maddison ghi bàn. Không chán với nhau ở Villa Park trong khuôn khổ Hoàng Anh. Sơ suất tiếp theo của Villa, Sonny. Thêm bàn thắng cho Tottenham. Huấn luyện viên Postecoglou đã đúng khi lựa chọn Johnson đá chính trong trận đấu này. Pha phối hợp giữa những cầu thủ tấn công bên phía Tottenham. Sonny kiến tạo để Johnson lập cầm. Spurs chờ đợi cũng đã đến. Đội trưởng của họ đã lập cầm. Son Heung-min đang là người hùng của Tottenham khi anh có một pha kiến tạo và một bàn thắng. Đó là dấu chấm hết cho Aston Villa. Werner của huấn luyện viên Postecoglou. Cầu thủ vào sân thay người Timo Werner đã lập công. Nhưng công đầu cho bàn thắng này thuộc về Son Heung-min. 3 trong 4 bàn thắng của Tottenham đang được đảm nhiệm bởi Pascal Gross. Nguy hiểm. Như vậy là lưới của Nottingham Forest. Rất khó để có một pha phạm lỗi ở tình huống này. Sai lầm của Mobamedele. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha xử lý của David Fofana vượt qua tiền vệ của đội bóng West Ham và sau đó là tung ra một cú dứt điểm lên phía góc cao. Bàn thắng quá đẹp. Không, Vlasen. Cơ hội. Nguy hiểm. Tình huống dâng cao. Anh đầy khao khát ghi bàn. Thì ở trong pha bóng này, anh chính là người đã lập công cho Burnley chứ không phải là cho đội nhà. Rất nghiệt ngã. Hai chắc chắn sẽ là trận đấu mà đội bóng thành London sẽ phải dồn lên tấn công. Và ngoài ra chúng ta cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Antonio nữa. Và đây là Paqueta. Xin lỗi các bạn, đó là bàn thắng thứ 3 mà Paqueta có được khi mà anh đã trừng phạt đi sai lầm của Burnley. Tiền vệ người Brazil đã di chuyển. West Ham tấn công như sóng vỗ bờ. Họ chưa muốn dừng lại. Kudus quả tạt. Cơ hội. Dendy. Người ta nói rằng Dendy đã không còn gì ở West Ham nữa cả. Nhưng hãy nhìn lại đi. Hãy nhìn lại pha xử lý này của Dendy. Số 18 của West Ham đang làm nức lòng những người hâm mộ West Ham. Còn ít kinh nghiệm của huấn luyện viên Jurgen Klopp, Conor Bradley và Quasha. Van Dijk đang chứng minh giá trị của mình. Rất nguy hiểm. Và mảnh lưới của Liverpool đã rung lên. John Stones đã không bị ai theo kèm. John Stones đứng ở vị trí giữa Virgil van Dijk và Darwin Núñez. Trước đó đang
McAllister. Tỷ số là 1-0 cho Liverpool. Một lần nữa chúng ta cùng theo dõi lại cú đá này của McAllister. Quá hốc. Anh đã in dấu giày vào 17 bàn thắng, đó là một con số vô cùng ấn tượng. Copa M là một trong những hợp đồng thành công nhất của Hoàng Anh mùa giải năm nay. 15 phút đầu tiên là quãng thời gian mà Newcastle chơi chắc chắn nhất với chỉ 2 bàn thua trước khi trận đấu này diễn ra. Cú đá bằng chân phải của Copa M đã chạm vào chân của Nicolas Jackson. Isaac. Và dứt điểm cực kỳ chất lượng của Isaac. Anh ngoặt bóng sang bên chân thuận rồi thực hiện một cú cứa lòng khiến cho mọi nỗ lực. Ezo. Gallagher. Và đó là một pha phạt tuyệt vời. Copa M đã in dấu giày trực tiếp vào 19 bàn thắng ở 19 trận đấu mà anh đá chính tại Premier League mùa giải năm nay. Tức là trung bình trận nào Copa M cũng đóng góp trực tiếp cho những bàn thắng của Chelsea. Modric. Bàn thắng thứ 3 đã đến với Chelsea và đó là pha lập công của cầu thủ vào sân tay người Modric. Pha thoát người của Nicolas Jackson là bước ngoặt trong tình huống này. Sau đó bóng tới chân của Conor Gallagher và Modric như từ dưới đất chui lên. Là người đã sở hữu trái bóng rồi vượt qua một rừng những cầu thủ áo sọc trắng đen. Anh vượt qua luôn cả thủ môn Dubravka. Ở vòng sau, họ sẽ trở về Sanchez Park để đối đầu với West Ham. Cú đá của Murphy, một bàn thắng khá tượng của... Pha che chắn tốt của Murphy trước tình huống băng vào của Cucurella. Pha cài người thốt ngoan của Murphy và sau đó anh đã có một cú nát.